top 6 xuất sắc nhất solo cùng Bolero đến với thử thách cuối cùng khó khăn nhất. Kết hợp hát và trình diễn cùng các nghệ sĩ thành danh bước ra từ các chương trình Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long, Mỹ Ngọc, Bích Ly, Trương Diễm, Vũ Thanh, Minh Luân, Thành Thức. Những phần trình diễn kịch tính chỉ có tại sân khấu của solo cùng Bolero. Những câu chuyện đặc biệt lần đầu tiên được tiết lộ. Những màn lột xác thực sự và cuộc biến chuyển ngoạn mục của cuộc diện top 6 sẽ đưa bốn cái tên cuối cùng nào bước vào đêm chung kết xếp hạng để tìm ra quán quân của mùa giải thứ 5. Tất cả sẽ có trong tập thi quyết định hôm nay. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với Solo cùng Bolero. Quý vị khán giả thân mến, chương trình Solo cùng Bolero do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Hà thực hiện. Và đêm nay chúng ta sẽ biết được bốn cái tên xuất sắc nhất góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Thưa quý vị, thử thách vẫn còn, nhưng chúng tôi muốn mang đến cho các bạn thí sinh một buổi thi thư giãn thực sự để hun đúc thêm cho các bạn sự tự tin và bản lĩnh của mình. Ai bản lĩnh hơn sẽ có mặt trong đêm thi quyết định của Solo cùng Bolero. Bây giờ chúng ta cùng chào đón bốn vị giám khảo quyền lực quen thuộc. Hãy cùng chào đón danh ca Mạnh Quỳnh, Phi Nhung. Ta cùng chào đón ca sĩ Đan Trường và nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Bây giờ mời quý vị cùng đến với phần dự thi đầu tiên. Trên miền phải chăng mưa buồn
buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kia âu lo. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tóc tơi. Tiếng mưa gió lạnh luôn ngon manh, lá vàng rơi lên cành, gợi ta nói niềm gì. Mấy người làm gì vậy? Ngọc! Ngọc ơi! Anh ạ! Em đừng giỡn anh mà Ngọc ơi. Ngọc ơi. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào ngồi. Mưa rơi như nhắc nhở, mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng rừng tàn, lòng thương nhớ nào ngồi. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào nguôi. Và thưa quý vị, đó chính là tiết mục dự thi đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay với thí sinh Huỳnh Gia Đạt, cùng với sự hỗ trợ tuyệt vời của quán quân duyên dáng Bolero mùa đầu tiên Mỹ Ngọc và vũ đoàn Việt Hải. Hôm nay thì Soái Ca đã được kết hợp với một quán quân của duyên dáng Bolero. Bây giờ để xem là cảm nhận của các vị giám khảo như thế nào. Đặc biệt ngày hôm nay thì các bạn phải kết hợp với những nghệ sĩ đã từng thành công và bước ra từ những cuộc thi Bolero của đài truyền hình Vĩnh Long. Và lúc nãy là duyên dáng Bolero với vị trí quán quân của Mỹ Ngọc. Xin mời anh Đan Trường có những cảm nhận dành cho Huỳnh Gia Đạt. Thật sự là cái tiết mục này anh thấy là hơi quá sức của em. Với 4 bản phối huyện khác nhau, em chưa đủ lực để làm được chuyện đó. Hôm nay là hình như em tập nhiều quá nên hát anh nghe em bị đuối rồi. Yeah. Bản lên cao anh thấy em bị đuối rồi. Cái phần nhạc chậm anh chưa thích lắm, tại em hát chưa có đạt. Sang phần nhạc ra đó thì em hát tốt hơn. 4 cái phiên khúc này nó hòa phối khí, nó chuyển tông rồi chuyển nhịp nữa, rất là khó. Em phải tập thật là kỹ thì mới dám làm cái tiết mục này. Tại vì anh đã từng làm live show và anh đã từng dàn dựng tiết mục như vậy thì khoảng thời gian ngắn thì hơi khó cho em. Cái phần đánh võ của em anh thấy hài quá à. Em không có tập kỹ hả? Em phải tập lại nhiều hơn nữa. Dạ. Thấy không? Khi mà làm cái gì, làm ít thôi mà chắc, hiểu không? Dạ. Nói chung là cái tiết mục được có đầu tư và em đã cố gắng rất là nhiều. Anh cũng thấy được cái màu sắc của em. Nói chung là tiết mục này anh cũng thích. Anh chúc mừng Đạt. Rõ ràng là với một cái bản phối nhiều đoạn chuyển như vậy mà còn kết hợp diễn xuất. Hiếu nhớ là lúc mà Đạt tập chạy chương trình thì mình đánh thoải mái hơn.
Chắc là khi mà mặc bộ vest vào là cũng khó gì cử động đúng không? Nhưng mà cũng rất là nỗ lực để kết hợp với Mỹ Ngọc. Anh Mạnh Quỳnh nghĩ sao ạ? Cái phần đầu thì lúc mà em hát ở trong rồi Mỹ Ngọc hát ở ngoài, cái bài này đúng là cái chất cái bolero. Anh không ngờ là em làm rất là hay. Em hát nghe nó ngọt ngào lắm. Anh chúc mừng em về phần đó. Nhưng mà bắt đầu từ sau cái những cái kịch tính đó, thì bắt đầu là anh cũng không biết là em hát làm sao, hoặc là anh cũng không biết em đánh rõ làm sao. Thì anh cũng có một cái phần là để em về cái vấn đề mà diễn xuất. Thì bắt đầu từ cái khúc mà Mỹ Ngọc bị đâm đó, lúc đó là nhạc đồ em mạnh, em hát mạnh nhạc đi. Em vừa diễn xuất vừa đánh võ rất là mệt. Thành thử đôi khi nó làm hạn chế cái giọng hát của mình. Có thể anh tha thứ em vấn đề đó được. Nhìn chung thì anh bắt đầu anh nhìn nhận được cái giọng hát bolero chuẩn của em. Thì anh chúc mừng em về phần trình diễn của em. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Em tập võ sao không nhờ Mỹ Tú Tri ạ? Dài chiêu trời. Mai mốt nhớ hút Mỹ Tú Tri vô hỗ trợ phần đó. Anh Vũ Thành Vinh, anh thấy như thế nào với sự cố gắng của Huỳnh Gia Đạt hôm nay ạ? Như vậy là chúng ta chỉ còn có một vòng nữa là chúng ta đã vào chung kết xếp hạng rồi. Nên rõ ràng cái đô của chương trình đã được đẩy lên. Có mời quán quân Mỹ Ngọc á, chúng ta coi duyên dáng á, các em còn làm kinh khủng hơn nữa. Xoay múa nhảy lộ hết. Có nghĩa là cái phần hát thì đương nhiên là mình vẫn chấm đầu tiên. Nhưng mà qua các vòng thì anh chị đã thấy được cái hát thế nào rồi. Thì có thêm cái thử thách nữa để xem mình có vượt qua được không. Cái cặp đôi này là nếu mà nhìn sân khấu rất là đẹp đôi. Cái hình ảnh rất là đẹp. Hôm nay các anh chị nói đúng. Cái phần ưu tiên cho cái phần dàn dựng nó hơi nặng so với Gia Đạt. Nên là có nhiều lúc mình bị luống cuống, trông chân nhiều chỗ. Nhất là cái cảm xúc vô rồi là gần như là em không còn bám được vô nữa. Có cảm giác hôm nay bắt đầu đụng chuyện một chút xíu. Bắt đầu phải nhiều cái chi phối. Thì bắt đầu cái lực hát á, nó có vấn đề. Đương nhiên chúng ta mang lại một cái tiết mục mãn nhãn. Nhưng mà rõ ràng là Đạt vẫn phải cố gắng về cái lực hát nha. Nhưng mà hôm nay anh rất là khen em đã cố gắng để vượt qua chính mình. Cảm ơn Gia Đạt rất nhiều nha. Cảm ơn Mỹ Ngọc. Xoay đủ kiểu mà vẫn hát hay. Quán quân anh à. Đặng trong quán quân là như vậy. Rõ ràng là sức bền trong giọng hát nó quan trọng lắm. Với những tiết mục như dàn dựng đỉnh cao này của đạo diễn Vũ Trần, chị Phi Nhung cảm nhận như thế nào với sự cố gắng của Huỳnh Gia Đạt để đáp ứng thử thách quá khó của vòng này? Phi Nhung cảm ơn Vũ Trần đã dàn dựng một cái câu chuyện rất là dễ thương, nó rất là lãng mạn. Nãy giờ Nhung ngồi Nhung coi và Nhung nghe tất cả các giám khảo góp ý kiến, thì Nhung cho cái này là một cái vở nhạc kịch để cho chúng em có đất diễn và thử thách mình thôi. Nhưng em làm tốt, chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung ạ. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho Huỳnh Gia Đạt thưa quý vị. Và để xem Lâm Quốc Khải sẽ thể hiện như thế nào với thử thách ngày hôm nay, hãy chờ xem nha. Chưa đổ bên nẻo mùa mà tìm.
kia cô đơn thoáng vũ trong hồn giá bút tìm về sao rơi gối đêm nhà vắng mang nhiều cái đắng xua hồn đi hoang. Một tràng vỗ tay cho anh chị Lộ. Đâu đó mang âm hưởng của một trong những bộ phim nổi tiếng trong năm trước đó nữa mà chúng ta được theo dõi, đó là Cô Gái Đang Mặt. Và đặc biệt hơn là nó diễn tả cái nội tâm cực khủng khiếp. Mà nếu mà ai là người biết cuộc đời của Lâm Quốc Khải và cả những hoạt động của bạn thì dường như tôi thấy có một chút xíu chuyện đời của bạn, không biết có phải không ạ? Dạ, trước khi mà em trả lời anh, em xin cho em khoảng một phút. Em xin cảm ơn lời rất là chân thành. Cái phim Cô Gái Đan Mạch nó ảnh hưởng rất là lớn tới em, bởi vì em là một trong những người tại Việt Nam có tình trạng giống vậy luôn, rất là tương đồng. Và em xin một phút để cảm ơn đến người bạn đời của em. Tay nữa cho tình yêu tuyệt vời này thưa quý vị. Với anh, nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Vũ Thành Vinh, tôi lần đầu tiên cảm nhận đây là một trong những tiết mục chưa từng xuất hiện trên bất kỳ một sân khấu solo của Bolero trong suốt 5 năm vừa qua. Anh dám mạnh dạn cho tiết mục này xuất hiện tại đây, hẳn là có lý do. Nghệ thuật cũng đòi hỏi sự công bằng. Ngày nay thì mọi thứ nó đã phát triển nhiều rồi. Anh rất là cảm ơn xã hội đã mở lòng. Và lúc anh có giỡn với em là Lâm Quốc Lộ. Thật ra thì mình đã ra một cái quốc lộ lớn rồi, thì ở trên đó nó rộng thênh thang để mình đi. Nhưng mà trên những cái chuyến xe đi thì tốc độ nó sẽ nhanh hơn.
và sự va đập nó sẽ mạnh hơn, thì mình đòi hỏi bản lĩnh mình càng lớn. Anh rất là cảm ơn em đã mang lên đây kể một câu chuyện cho người ta hiểu cả một cái cuộc đời mà xã hội có những lúc tưởng chừng như là rất dè dặt. Và có những lúc còn không chấp nhận. Thì đó là sự can đảm của những người đi ở trên một cao tốc lớn, đòi hỏi mình phải cầm lái cái tốc độ đó. Thì anh hy vọng rằng em phải vững ở cái tay lái hơn, để chứng minh chúng tôi vẫn có thể làm những điều tốt đẹp, chứ không chỉ dừng lại ở sự thương cảm. Trở lại với anh, đây là một tiết mục như là trình diễn, nó có cái gì đó của em ở trong đó, em mới có thể rốt ruột ra trình diễn. Rất là cảm ơn đạo diễn, rất là hiểu em. Cái câu chuyện và cảm xúc em tải á, nhất là cái đoạn sau á, người ta thấy được là cái bóng dáng của người vợ vẫn rất là tuyệt vời. Như Lộ đã cảm ơn, anh cũng đồng cảm, và anh xin cảm ơn cái người mà lúc em nhắc tới rất là nhiều. Cảm thấy rất là sung sướng khi ngồi coi tiết mục này. Cảm ơn Lộ rất là nhiều. Em cảm ơn anh. Và có lẽ tiết mục của Lâm Quốc Khải sẽ không thể nào cộng hưởng được thêm nếu như không có sự xuất hiện quá tuyệt vời của á quân duyên dáng Bolero Trương Diễm, và một nét diễn không lẫn vào đâu được của biên đạo Yến Nhung. Thưa quý vị, một trọng tài thật lớn nữa cho hai cộng sự. Xin mời chị Phi Nhung ạ. Không có gì để nói hết á. Một cái câu chuyện rất là xúc động. Cảm ơn đạo diễn Ngọc Duyên. Cái vai này em đóng rất là hay, và cái người bạn diễn của em cũng quá tuyệt vời. Nói chung là câu chuyện tuyệt vời hơn chữ tuyệt vời. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Cảm ơn giám khảo Vy Nhung. Cảm ơn gia đình Quốc Lộ. Chúng ta trở lại với giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời anh. Em là một trong những thí sinh hiếm có. Em đã hát được rất là nhiều là thể loại nhạc, mà đặc biệt cái là bây giờ anh xuất hiện em hát được cái giọng nữ nữa. Anh chỉ không biết nói gì hơn, thì anh chỉ thấy đối với anh em đủ tiêu chuẩn đặt một cái chân vào giọng chung kết cuối cùng. Còn những cái gì mà anh xem nãy giờ đây thì anh Phi Nhung, anh Vũ Thanh Vinh đã nói hết rồi. Cố gắng. Cảm ơn giám khảo Bình Quỳnh. Đó chỉ mới là ba ý kiến của giám khảo mà thôi. Còn một giám khảo nổi tiếng là lớp phó học tập, lúc nào cũng ghi rất nhiều. Thế thì trong tiết mục này, để xem ảnh sẽ chia sẻ điều gì. Xin mời giám khảo Đàn Trường. Đâu có lời gì chê đâu. Thật sự là ngày hôm nay Khải đẹp lắm. Gắn đầu tóc cho nhìn như y phụng luôn á. Đẹp dễ sợ luôn. Rồi bất ngờ nữa là hát được giọng nữ nữa. Khải làm cho anh rất là xúc động với cái tiết mục này. Xem đã mãn nhãn luôn á. Từng tiết mục, từ tiết mục được dàn dựng khác nhau, và các bạn có đức diễn cho mình. Phải nói là đây là một cái sân khấu, cũng là một cơ hội cho các bạn tiếp cận tính gần khán giả hơn. Và điều cuối cùng mình muốn nói rằng là không uổng công anh đã dành lòng tin tưởng tuyệt đối dành cho Khải. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Đan Trường. Cảm ơn quý vị giám khảo rất nhiều. Anh xin lỗi chút xíu, anh tiếp sức cái. Tại sao cái vòng này nó lại là thử thách lớn như vậy? Tại chúng ta biết được là chung kết xếp hạng là được truyền hình trực tiếp. Tại vì trực tiếp nó đòi hỏi rất là bản lĩnh, là một sân khấu đông trên sóng truyền hình mà không có được phép làm lại. Nên là cái bản lĩnh của sân khấu là rất cần. Nên là những ai vượt qua những cái cam go như vậy thì họ sẽ xứng đáng đứng vào hàng ngũ đó. Vâng, một lần nữa cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều. Chúc mừng Lâm Quốc Khải một lần nữa, và hy vọng là em sẽ có mặt ở vòng trong nha. Và bây giờ để xem thí sinh tiếp theo liệu có chứng minh được mình. Hãy cùng chờ xem. Bánh chưng, bánh giò. Bánh giò, bánh chưng. Bánh chưng, bánh giò. Bánh chưng, bánh giò. Anh, ba em còn thức. Gì? Giờ đây ba chưa ngủ nữa hả? Chưa. Ra đây xíu đi. Không có được. Sao ba, vậy? Ba mà gặp là chết đó. Anh mà không gặp em anh cũng chết đó. Thôi được rồi, đợi em xíu đi. Hey. Nhớ quá à. Nhớ gì? Gặp rồi nè, đi về đi. Thôi mà gặp xíu nữa đi. Anh mà không về là em giận anh luôn đó. Anh mà bây giờ chắc tối đêm nay. Sao? Thức tròn đêm nay
để nhớ thương em. Anh nghe tình yêu nhắc nhở em đêm, nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không? Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng? Đêm từng một thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu? Anh ơi, lòng em thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu anh. Chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau chưa phụ tình nhau, thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vai, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Anh ghét ghê vậy đó. Cho hôn miếng đi. Đi, đi, ra đây nè. Thôi đi về đi. Chắc giờ ba ngủ rồi đó, đi. Thiệt tình á. Ba ngủ thiệt rồi. Hùng cái gì mà hùng? Cho hùng miếng đi, nhớ quá trời luôn á. Kỳ quá à. Kỳ quá à. Mà ai nhìn thấy mà sao? Giờ ai nhìn thấy? Lẹ đi. Ba. Ê, 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 ê. Trời ơi, trời ơi. Khỏi chạy đi con. Mày chạy hả? Dạ, ba, ba. Tao rình mấy ngày nay, bữa nay bắt quả tang rồi. Bớ người ta ăn trộm. Bớ người ta ăn. Dạ, dạ, không phải ăn trộm. Ba, 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 bạn con ơi. Dạ. Bạn con. Dạ. Nhưng mà khuya khoắt về tới đây làm cái gì? Dạ, tới hẹn hò với con gái bác. Trời ơi. Dạ, dạ. Ủa sao cái vụ này tôi không hay trời. Được rồi, cậu làm nghề gì mà cậu đòi cua con gái tôi? Dạ, con bán bánh giò. Bán? Bánh giò? Dạ. À, cả tháng nay mỗi buổi sáng trên bàn con để cho ba cái gì? Dạ, bánh giò. Rồi tối ba đói bụng con cho ba ăn cái gì? Dạ, cũng bánh giò luôn. Thủ phạm là con. Dạ, dạ, sao thủ bác? Phạm. Một ngày tao có 4 cử, bây giờ tao quất 2 cử bánh giò rồi. Nhưng mà cậu trình độ tới đâu? Dạ, trình độ tới đâu mà đòi cua con gái tôi? Dạ con đang học đại học năm cuối ạ. Ba ba ba. Hả? Chung lớp với con luôn á ba. Đại học? Dạ. Thôi đứng dậy con. Nè, đồng ý có thương thật lòng thì cũng ban ngày ban mặt. Đêm hôm mày hẹn về rồi bà con hàng xóm chung quanh đây thấy con gái tao vậy, người ta cười gia đình tao làm sao? Ủa vậy là bác cho con hẹn hẹn ban ngày luôn hả bác? Ba. Dạ con cảm ơn bác. Con cảm ơn ba. Quen biết tìm hiểu thôi con. Dạ. Nha. Bây giờ về đi. Dạ, dạ. Còn con nhỏ này đi vô ngủ, khuya rồi. Ba vô trước đi. Tao vô trước đó. Còn đứng sớ đớ đây là chết với ba nghe chưa? Con biết rồi. Cái gì đâu á. Ba. Chết với bác. Không chịu tháo ra trước, trả tự do cho cậu đó. Dạ con cảm ơn bác. Về đi nghe em. Dạ. Còn con vô liền á. Dạ con chúc bác ngủ ngon. Vậy là từ đây về sau chúng ta không còn lén lút hẹn hò nữa. Rồi anh yên tâm chưa? Yên tâm rồi. Anh ơi, lòng em thì rất chân thành, ước nguyện trọn đời yêu anh. Chớ đừng giận hờn anh nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa,
sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau chưa phụ tình nhau. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh căm cánh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình thức trắng đêm nay. Nếu mà mày còn đứng đó, nếu mà mày còn lấp ló, thì tao đây cũng thức trắng đêm nay. Thôi anh đi về. Chưa về nữa hả? Dạ, dạ có xin phép. Ê, trời ơi, cái thằng quỷ kia, cái thằng này đi chen tôi hồi trẻ hả trời. Một tiết mục quá dễ thương phải không ạ? Và có lẽ chúng ta phải dành một tràng vỗ tay nữa, gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ Vũ Thanh và diễn viên Minh Luân được không ạ? Đặc biệt là ngày hôm nay, Mỹ Tú Tri của chúng ta sở hữu một anh chàng bán bánh giò với gương mặt bánh bao. À không, bánh bao. Anh Luân đừng giận em nha anh Luân. Rất là dễ thương thưa quý vị. Để xem tiết mục vừa rồi sẽ chiếm được cảm tình bao nhiêu từ ban giám khảo. Hiếu xin mời anh Mạnh Quỳnh ạ. Em thì diễn tốt, hát cũng ngọt ngào, tròn trịa. Anh không có gì để chê em một cô gái thùy mị, dễ thương. Hy vọng sẽ thấy em trong vòng cuối cùng. Chúc mừng em. Cảm ơn ạ. Bây giờ tiếp theo, Hiếu xin mời anh Đan Trường ạ. Câu chuyện rất là dễ thương, nhí nhõm vui tươi, gây được tiếng cười trong lòng khán giả. Nhưng mà anh chi tiết rằng là với sức của Tú Tri thì cái bài hát này Tú Tri chưa tận dụng được hết, cũng hơi uổng. Anh không nói về phần diễn xuất, về phần hát em chưa có dùng được những cái cao trào của em, tại em hát những khoảng thấp thôi. Với sự hỗ trợ của hai người cứng luôn đó là Minh Luân và Vũ Thanh thì đáng lẽ em phải biết tận dụng cái khả năng mình nhiều hơn. Thí dụ hát thêm ca cổ trong đó nữa thì nó sẽ xuất sắc và đặc biệt làm cho tiết mục mình có điểm nhấn và điểm sáng, sẽ làm cho khán giả thích thú hơn. Tại với vòng này rồi thì em làm hơi ít, anh chỉ hơi tiếc. Hy vọng là em sẽ làm thêm cái gì đó ấn tượng trong vòng sau nếu em có dịp đi tiếp. Chúc mừng Tú Tri. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, anh nhận thấy cái nét diễn hôm nay như thế nào với Tú Tri ạ? Rất là hợp. Đây là một cái tiết mục phải nói dùng cái từ rất dễ thương và hài hước. Nó là một cái màu sắc từ đầu đến giờ nó không có. Nó làm cho khán giả dễ chịu hơn. Chúng ta làm ra một tiết mục nó có màu sắc. Khi mà coi nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu. Và nó có một cái câu chuyện làm cho người ta thoải mái khi coi. Đó cũng là cái tính giải trí cao. Thật ra thì cái bài này em làm tròn bài thôi. Còn diễn xuất cái vai này nó nhẹ ký với em đó. Theo anh nghĩ thì em có thêm một chút hài chút xíu được đó. Tại vì Chi cũng là diễn viên đúng không? Anh đánh giá cao cái tiết mục chỗ đạo diễn Minh Nhật đó, lại cho chúng ta một cái màu sắc mới. Coi Bolero mà thấy ngồi sảng khoái đung đưa rồi còn cười khoái chí nữa ha. Với anh Tú Chi vẫn là cái người có cái bản lĩnh sân khấu đến giờ phút này, mặc dù rất là trẻ mà anh nghĩ là em cũng có cái bản lĩnh ở ngoài đời nữa. Chúc mừng em. Cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn Minh Nhật rất nhiều. Còn cô gái còn lại trên ghế nóng, chị Phi Nhung, xin mời chị. Trong ba cái tiết mục thì thật sự ra là chị thấy hai cái tiết mục đầu tiên tuy rằng là nó khó để cho mà người ta chấp nhận nhưng mà thật sự ra là nó rất là ấn tượng. Còn như tiết mục của em thì nó chỉ dễ thương thôi chứ không có gì hết. Với lại cái giọng hát của em hát mà em cứ trì cái nhạc lại, giống như em không có mở cái khẩu hình ra, em phải mở cái khẩu hình ra thì em mới hát được. Giống như là thức tròn đêm nay để nhớ thương anh. Về cố gắng đứng trước gương mà tập thêm nữa nha. Ok rồi, chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung rất nhiều. Và hy vọng là với những lời góp ý đó thì mình sẽ tiếp thu ngay em nhé. Chúng ta phải phi nhanh thôi, không thể nào mà đi từ từ nữa rồi. Một tràng vỗ tay nữa cho Tú Tri thưa quý vị. Và để xem với thí sinh tiếp theo thì sẽ là một tiết mục như thế nào, hãy cùng chào đón Trung Ly. Five, four, Vietnam Airlines. Flight DM7-1.
chúng mình không còn yêu nhau thì thôi. Anh nói ra đi chẳng đến một lời. Có gì mà ngại anh ơi, có gì mà đành gian dối. Em không hề ghét tôi anh duyên tình không tròn xéo néo làm chi. Em cũng như anh sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngả, em về tròn tình duyên mới. Còn anh đi cưới vợ là xong. Sẽ đổi thay và tình yêu xóa mờ, bần lòng chỉ mối duyên hờn. Duyên tình không vẹn xa nhau là gian dịu, chi thêm đớn đau tủi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lùi vương. Và thời gian xóa mờ, bần lòng chỉ mối duyên hờn. Duyên tình không vẹn xa nhau là gian dịu, chỉ thêm đớn đau tuổi hơn. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lùi vương. Có gì mà ngại anh ơi, chẳng còn gì mà suy tính. Tình không thương xin đừng lùi.
Cảm ơn nghệ sĩ Vũ Thanh đã cùng Trúc Ly mang đến một màn kết hợp hết sức tuyệt vời. Thưa quý vị, một câu chuyện tình có kết thúc buồn, nhưng đâu đó đã nói lên thông điệp tình yêu không phân biệt tuổi tác. Và chúng ta đừng nên đặt những cái định kiến của riêng bản thân mình để nói về những mối tình trên là tuổi tác. Tôi tin là tình yêu có thật, thưa quý vị. Bây giờ để xem Trúc Ly với màn hóa thân vừa rồi thì sẽ nhận được những phản hồi như thế nào từ phía ban giám khảo. Phương Hiếu xin được mời anh Đan Trường trước ạ. Nếu mà không xem hết cái nội dung của bài hát thì chắc có lẽ sẽ không hiểu được. Tại vì khi mà anh Vũ Thanh xuất hiện, Đan Trường đã đặt dấu chấm hỏi liền. Khi mà xem hết thì Đan Trường hiểu. Thực sự ra hiếm có người bạn trẻ nào yêu được người lớn tuổi lắm. Cái sự suy nghĩ nó khác xa thì khó mà được bền vững. Ngày hôm nay bạn Trúc Ly đã thể hiện cái bài hát này khá hơn. Em đã đặt nhiều tâm trạng vào ca khúc, hát được những điểm sáng. Tuy nhiên là em có điều gì đó nó hơi buồn và hơi lo. Nhưng mà không sao, anh thấy bài hát này em làm rất là tốt. Xin chúc mừng Trúc Ly. Cảm ơn giám khảo Đan Trường ạ. Và tiếp theo muốn mời anh Mạnh Quỳnh, cảm nhận của anh ra sao ạ? Rất làm thán phục chương trình Solo cùng Bolero. Ít có một cái chương trình nào mà dám đưa những cái mảnh đời rất là thật có ở ngoài lên một cái chương trình ca nhạc, ít có ai dám đưa lên sân khấu. Mình thường thường mình hát đẹp không. Trở lại với chuyên môn, phần này thì em làm đúng chất cái giọng của em. Em ca rất là tròn trịa, lên cao xuống thấp, rất là hay. Anh vẫn thấy một cái nét mặt của em. Biết là em diễn trong một cái tiết mục này, nhưng mà trong đầu em đang nghĩ một cái vấn đề nào đó. Mình đã vào top 6 rồi, sáu đứa rồi. Nhạy cảm quá thôi chứ có gì đâu, nhạy cảm quá. Thì không, đối với phụ nữ thì tôi nhìn vào cặp mắt tôi biết người ta muốn gì và bởi vì tôi hát với Nhung, Nhung chỉ cần là Nhung nhìn vô mắt Nhung là mình biết Nhung đang suy nghĩ gì và đang muốn gì. Cho nên đó thì anh cũng khuyên rằng là tiếng hát của em tiếp tục trau dồi nghề nghiệp của mình cho nó mạnh mẽ hơn nữa. Tới đâu đó đừng có lo nghĩ gì chuyện gì đó. Ok, không có lo gì hết. Thằng tiết mục của em anh sẽ cho em một số điểm rất là tốt. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh rất nhiều ạ. Những cố gắng nỗ lực của em trong suốt một tuần qua để luyện tập bài hát này dường như đã có những chồi non đầu tiên để chúng ta thấy được cái sự tích cực đó. Hiếu mời luôn chị Phi Nhung. Bài hát này Trúc Ly hát rất là tốt và lên xuống nốt trầm bình thường đối với em luôn. Coi như là em rất là giỏi. Và ở đây có một chỗ là cái diễn xuất nó hơi bị yếu thôi, hơi bị yếu thôi. Cứ còn tất cả những cái gì là quá hay trong mắt của chị. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung rất nhiều ạ. Thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn một gương mặt nữa mà có lẽ tôi tin sẽ cho bạn thêm nhiều cái kinh nghiệm biểu diễn và kỹ năng sân khấu. Mời nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh ạ. Trong các tác phẩm Bolero, tại sao được nhiều người yêu mến đến ngày hôm nay? Tại vì mỗi một bài nó có một cái câu chuyện ở trong đó. Có thể là cái chuyện đắng cay của những cuộc tình, có thể là những cái hoài niệm. Bởi vậy nếu mà làm Bolero, bài nào cũng có thể dành dựng thành một cái vở kịch được hết. Ở đây cũng vậy. Rõ ràng hôm nay thứ nhất là khen Trúc Ly á, khéo léo chọn cách phối. Nó có cái cao trào ngay từ đầu vô, nó có những cái giằng xé. Thứ hai là em diễn rất là tốt. Anh chỉ để ý một cái câu mà em nói hay á. Anh đừng có làm cho em thương anh. Nếu như anh sợ sai thì ngay từ đầu anh đừng có làm cho em thương anh. Câu thoại đó nó phải có cái tình cảm ở trong em mới nói được câu đó. Ngày hôm nay á, Trúc Ly đã trở lại với chính mình. Đạo diễn cũng đã dành dựng cho em một tiết mục rất là thông minh để xử lý không gian chỉ bằng những cái tấm kiến đó. Và vừa vặn cho em bước đi từng bước một, nó không có bị rối cái tuyến đi. Và Trúc Ly cũng rất là cảm xúc trong từng cái bước đi của mình. Đúng là nó có cảm ở trong đây hơn thì nó thiếu một chút xíu. Nhưng với anh như vậy là quá tốt với Trúc Ly. Em đã có một cái bước tiến dài so với tuần trước. Chúc mừng em ngày hôm nay đã hoàn thành tiết mục tốt của mình. Cảm ơn quý vị giám khảo ạ. Và như vậy chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng Trúc Ly đã trở lại với cá tính và nỗ lực của mình đã được đền đáp xứng đáng. Một tràng vỗ tay nữa cho Trúc Ly thưa quý vị. Và để xem cô gái tiếp theo Như Ý sẽ làm như thế nào để chinh phục bộ tứ giám khảo. Mời quý vị cùng theo dõi.
cửa trái tim vạn em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thờ. Nhìn lòng mang sang tơ để một mối bơ vơ, khi không anh nhốt em trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng kêu nghe bể bàng. Để anh gõ cửa miên man mà em không chút hối hận. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trù. Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lửa phím sai cung tình này cũng mong luôn. Tìm em ai khóa để anh lạnh lùng. Cửa trái tim vạn em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào. Ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao. Nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê năm canh thần thờ. Nhìn lòng mang sang tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Khi không anh nhốt em trong đời. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng kêu nghe bể bàng. Để anh gõ cửa miên man mà em không chút hối hận. Anh buồn lang thang, gõ cửa trái tim nghe xa nghìn trù. Đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lửa phím sai cung tình này cũng mong luôn. Tìm em ai khóa để anh lạnh lùng. Đàn lửa phím sai cung tình này cũng mong luôn. Tìm em ai khóa để anh lạnh lùng.
Như ý ơi là như ý. Trước giờ anh Hiếu vẫn nghe câu đẹp như tạc tượng. Thì ngày hôm nay đúng là một nét đẹp mà làm mọi người phải siêu lòng. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Để xem phần kết hợp với diễn viên Thanh Thức sẽ mang lại những điều gì. Xin mời giám khảo Đan Trường ạ. Vòng này như ý đẹp như búp bê luôn. Dạ. Đẹp tới nỗi mà Thanh Thức phải yêu nữa. Ý tạo hình rất là đẹp. Và anh phát hiện giọng ghi của Như Ý ngày hôm nay thánh thoát, lanh lảnh như là chim họa mi. Em cảm ơn anh Trường rất nhiều. Chỉ có điều Như Ý là cố gắng bớt nén hơi chút xíu. Em nén giọng nhiều quá hiểu không? Em để cho nó thoải mái ra chút xíu sẽ hay hơn. Mà độ hay, độ mượt của em là ngày hôm nay ổn định. Em hát không bị sơ suất hoặc là sai sót gì hết á. Chỉ cần em đặt nhiều tình cảm hơn chút xíu nữa, cho nó da diết chút xíu nữa là sẽ hoàn hảo luôn. Anh chúc mừng Như Ý. Dạ. Cảm ơn giám khảo Đan Trường ạ. Hôm nay đúng là Như Ý ngày càng tiến bộ hơn và hoàn thiện mình hơn rất rất nhiều, cả về hình thức lẫn về chất giọng và tài năng của mình. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh thì sao ạ? Lúc mà em đứng ở đó như là cái tượng nữ thần tự nhiên vậy. Tự nhiên nhìn rất là đẹp. Tự nhiên ai cũng muốn nhìn đó. Tự nhiên ai cũng muốn nhìn đó. Thì như phát hiện ra đó, ở trong tiết mục này thì phải nói là nó có một cái sự lãng mạn bay bổng và nhẹ nhàng. Nó có cái thần thánh thót. Nên thậm chí cái chàng trai đó cuối cùng anh ngồi anh bình thần ra. Thanh Thức tài tử là không phải dễ mà cho người ta bình thần đâu. Anh ngồi anh bình thần ra luôn là biết em đẹp cỡ nào rồi ha. Có cái đoạn đó thì hơi gấp một chút xíu khi em cua về để em lên lại cái nữ thần tự nhiên đó, thì nó hơi gấp chút xíu làm cho cái giọng nó không được đầy lắm. Nhưng mà về diễn xuất thì anh rất là vừa ý ha. Anh cũng rất là cảm ơn Thanh Thức đã có một cái giấc mơ mà anh cũng rất là muốn mơ. Lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi về Bolero đã sản sinh ra nữ thần tự nhiên. Bây giờ chúng ta cùng lắng nghe tiếp những lời nhận xét nhé. Xin mời anh Mạnh Quỳnh ạ. Nếu mà cho anh việc được quyền quyết định thì anh sẽ dành cho em một cái vé vào thẳng vòng cuối cùng. Đó! Đây nè, cho nè. Nè, cho nó. Không nói nhiều, vậy được đủ rồi. Những cái gì hay đẹp thì hai chàng trai kia đã nói hết rồi. Bây giờ anh chỉ dùng câu duy nhất thôi. Nếu anh được quyền quyết định, anh sẽ đưa em một chiếc vé vào vòng trong. Rồi, vậy thôi. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta cùng xem. Cũng từng là một nữ thần, sẽ nhận xét về nữ thần tự nhiên này như thế nào. Em vẫn giữ cái phong độ của em tới giờ cũng vẫn vậy. Nhưng mà ở đây chị thấy cái vẻ mặt hơi bị cứng một chút xíu thôi. Thì khi mà em làm cái hình tượng thì em xuống, có thể cái mặt em nó cũng phải phiêu như theo cái nhạc của em hát một tí. Chứ cái mặt em nghiêm quá, em nhìn thấy sợ quá. Có thể là em chờ Thanh Thức tới hay sao á. Em chờ em cũng nóng lòng lắm. Bởi vậy em chờ tội nghiệp em quá. Chị thay mặt Thanh Thức xin lỗi em nha. Giọng thì quá chuẩn rồi. Em lúc nào cũng phong độ, giữ phong độ như vậy đi. Giọng nghe nhẹ nhàng. Cảm ơn giám khảo Vy Nhung. Hy vọng giữ vững phong độ này và làm tốt hơn nữa để có thể có mặt ở chung kết bạn nhé. Một tràng vỗ tay cho Như Ý được không ạ? Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy vì mưa gió không về, lối mòn anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cố chi. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng cố trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức cánh dài, e ấm
huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoàng, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi. Thời gian khó quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với ai. Em ơi, nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Nơi đây thao thức thanh dài, e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài. Em ơi, màu áo phong sương, mình ước huy hoàng được bàn tay chính nàng. Dâng hoa, dâng hết ân tình, tình đến bao giờ? Hỏi đường xưa mà nhớ. Đường xưa em đi, thời gian có quên gì, đã mòn kia vẫn ghi. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ còn em với anh.
Quý vị thân mến, cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu đạo diễn Vũ Trần lẻ loi một mình là tại Trọng Khương. Một tiết mục rất cảm xúc và đặc biệt là áo quân duyên dáng bolero Bích Ly. Quá tuyệt vời, hai bạn hát bằng micro như vậy, hai bạn hát cái giọng rất đầy, rất cảm xúc. Đó là điều mà tôi quá khâm phục. Một tràng pháo tay nữa cho Trọng Khương được không ạ? Nhưng liệu trong tập ngày hôm nay Trọng Khương đã làm tròn vai mình với dòng nhạc bolero hay chưa? Luôn là đòi hỏi mà các vị giám khảo đặt ra cho bạn ngay từ những vòng đầu. Tôi xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Yes, em đã làm tròn, em hát rất là hay. Anh ngồi đây anh cũng phải bất ngờ từ cách anh diễn xuất. Cái cao trào em làm ở đây, anh ngồi đây anh nổi da gà luôn á. Anh nói thiệt. Chúng ta thật lớn được không ạ? Chúc mừng em. Đúng ra thì những cái bài bolero em vẫn hát rất là hay chứ không phải không. Nhưng mà nên chọn những cái bài có tính chất như thế này sẽ phù hợp với giọng của em hơn. Anh xin chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Chúc mừng Trọng Khương. Xin mời giám khảo Đan Trường. Vậy là những gì anh hy vọng về em đã làm rất là tốt trong ngày hôm nay. Có thể nói rằng là bài Con đường xưa em đi này em làm tốt hơn bài trước nữa. Anh có lời khen với bản phối này rất là hay. Đầu tiên slow, sau đó chuyển qua tango, nó đẩy lên kịch tính nữa. Nhiều thứ cộng hưởng lại làm cho tiết mục này phải nói là kết rất là hoành tráng. Và anh cũng có lời khen với các bạn vũ đoàn Việt Hải. Các em là chỉ diễn một hai bài, các bạn diễn từ đầu tới cuối mà các bạn vẫn làm rất là tốt. Và điều cuối cùng là anh mong được thấy Khương trong vòng chung kết. Chúc mừng Khương. Cảm ơn anh. Nói rằng không có niềm vui nào diễn tả ngay lúc này. Tôi quá khâm phục Khương, quá khâm phục ekip của Solo cùng Bolero. Và phải cảm ơn nỗ lực của cả đạo diễn và biên đạo Yến Nhung và vũ đoàn Việt Hải dành thời gian ở lại cùng các thí sinh đến giờ phút cuối cùng để tập miết mài không ngừng nghỉ. Một tràng vỗ tay nữa cho Trọng Khương được không ạ? Bây giờ Phương Hiếu xin mời chị Phi Nhung. Với nỗ lực của Trọng Khương suốt từ những vòng vừa qua đến giờ phút này, cảm nhận của chị về giọng hát này với giọng nhạc bolero như thế nào? Từ đầu tới cuối là Nhung không có nghĩ là Trọng Khương là một thí sinh. Nhung đã nói là Trọng Khương là một bạn diễn, một bạn đồng nghiệp của Phi Nhung. Bạn Khương diễn cái bài này thì Nhung rất là chúc mừng. Một người nghệ sĩ thật sự yêu nghề và rất là có kịch tính. Nhung thích những người nghệ sĩ như vậy. Mặc dù là hạ mình xuống để mà làm thành thí sinh, Nhung rất là khâm phục. Và bây giờ trình diễn những cái thể loại như vậy nữa là không có dùng từ gì để nói được hết á. Chúc mừng đồng nghiệp của tôi. Cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Thêm một nụ cười nữa thật tươi trên môi. Bây giờ chốt lại vấn đề, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, xin mời anh. Lúc ấy tôi có nói với các bạn khác á, ở cái đô của đạo diễn Vũ Trần á, là có nhiều bạn á, sẽ không làm nổi hết cánh cái đô của anh. Em là một trong những người làm cái đô hoàn thành nhất của đạo diễn Vũ Trần đến ngày hôm nay trong các bạn. Dạ, tạo ra được lớn ạ. Tại vì anh Vũ Trần á, nếu mà muốn tải hết á, là cái sự kỹ tính và tập luyện từng chút một, kịch bản nó quá dứt dắt nhiều thứ ở trong từng trường đoạn một. Nếu chúng ta không đặt để đúng chỗ là chúng ta sẽ bị văng ra khỏi cái dàn dựng đó rất dễ. Thực ra phải có cái nội lực nữa. Khương rất là hợp khi mà em hát tiết chế. Ngày hôm nay thấy được rằng nó vừa vặn. Có những cái trường đoạn nó như là một nhạc kịch. Thậm chí có những cái action mà anh nói không phải ngẫu nhiên hay sao, mà tất cả những cái khác nó bay rất là đẹp. Anh hiểu được rằng để có một tiết mục như vậy đòi hỏi phải tập rất nhiều. Phải nói là cái cô Bích Ly á, mà nhỏ mà có võ, cô đóng rất là chết. Kéo cái tâm lý Khương đứng một chỗ không, nhưng mà cái tâm lý nó không được đẩy là bảo đảm Khương cũng không đủ mà cảm xúc. Nên là cái kịch tính nó được đẩy lên. Phải nói là tất cả đã rất là hoàn hảo để cho em có một cái buổi thăng hoa hôm nay. Chúc mừng em nha. Cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều. Và một lần nữa chúc mừng Trọng Khương với phiên bản Trọng Khương ngày hôm nay. Quá nhiều lời khen thưa quý vị. Chào mừng quý vị đang trở lại với Solo cùng Bolero. Sau 2 tuần thi với những thử thách gây cấn và cam go, nâng cao độ khó, ngay bây giờ là giờ phút quyết định 4 cái tên sẽ góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Thưa quý vị, gương mặt đầu tiên sẽ góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Xin được chúc mừng. Như Ý. Chúc mừng Như Ý. Bây giờ là cái tên thứ hai góp mặt trong đêm chung kết. Là một cô gái hay chàng trai? Xin được chúc mừng Tu Trì.
chúng ta còn hai cái tên nữa. Người thứ ba góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng, xin được chúc mừng một thí sinh nam. Xin được chúc mừng Trọng Khương. Như vậy, chúng ta chỉ còn một cái tên duy nhất sẽ góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Ai trong ba cái tên này ạ? Xin được chúc mừng Lâm Quốc Khải. Kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết được bốn cái tên góp mặt ở đêm chung kết xếp hạng của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5. Và chúng tôi rất tiếc phải gửi lời tạm biệt đến Huỳnh Gia Đạt và Trúc Ly. Và chúc các bạn sẽ luôn tự tin và tỏa sáng trên bước đường sự nghiệp của mình. Một tràng vỗ tay cho Trúc Ly và Gia Đạt được không ạ? Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5 trước thềm chung kết cũng khép lại. Và chúng ta cùng chờ xem đêm chung kết xếp hạng ai sẽ là quán quân của Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5, quý vị nha. Xin chúc mừng bốn gương mặt thật xứng đáng góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng. Chàng hoàng tử Bolero cùng giọng hát rất tình và sự lột xác ngoạn mục Trọng Khương. Cô tiểu thư có giọng hát ngọt ngào, trưởng thành để từng bước chinh phục khán giả như ý. Ngôi sao của đoàn Loto đình đám Sài Gòn Tân Thời cùng niềm tin mãnh liệt trong cảm xúc Lâm Quốc Khải. Cô gái của hạnh phúc và bản lĩnh với niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ suy giảm Mỹ Tú Trì. Gương mặt nào sẽ chinh phục ban giám khảo để giành lấy vòng nguyệt quế và bước lên ngôi vị quán quân Solo cùng Bolero mùa giải thứ 5, 5 năm khúc tình ca vang xa.